Nhạc Việt xin kính chào các bạn. Hôm nay Nguyên sẽ chỉ cho các bạn cách thay đổi tempo trên đàn EK50. Và như các bạn thấy thì chúng ta có một nút tab tempo để chỉnh thay đổi tempo mà theo chúng ta lấy thêm từng phách. Và các bạn có thể thay đổi tempo tùy ý bằng một thao tác như sau. Các bạn chỉ cần giữ phím shift, đồng thời các bạn quay cái bánh xe ở đây. Và các bạn sẽ thấy thay đổi tempo từng giá trị một. Rồi như các bạn thấy đó, tempo đã thay đổi. Rồi với thao tác rất là đơn giản, các bạn chỉ cần giữ phím shift và chúng ta quay bánh xe ở đây thì chúng ta đã thay đổi được tempo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của kênh Công ty Nhạc Việt 1 và 2 trên YouTube. Và các bạn đừng quên bấm nút like, subscribe trên kênh của YouTube. Cảm ơn các bạn.